À, xin chào tất cả các bạn. À, các bạn ơi, hôm nay tôi sẽ làm một cái clip mới, đó là tôi sẽ đi kiếm một cái loại sinh vật biển đó. Thì sinh vật này nó cũng có thể, nói chung là chúng ta cũng có thể ăn được đó. Bây giờ là tôi đã tới một cái bờ biển rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái sinh vật đó để chúng ta làm cái món gì đó ngon, rất là ngon. Chúng ta theo tôi nè, chúng ta đi thôi.
Các bạn ơi, chúng tôi đã bắt được dưới đây nè. Đó, đây là một cái loại ký sinh, nó nằm dưới đá nè, ấp đá nè, thấy không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái món đó là chúng ta sẽ cạo. Tôi sẽ bắt nước sôi và tôi sẽ cạo cái lớp da này, tôi sẽ cạo cái khúc này nè. Của bạn là chúng ta sẽ thực hiện, nói chung là chúng ta sẽ cạo hết và chúng ta sẽ chấm vô và chấm sang đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện và ăn cái món này nha. Tôi đã thực hiện xong cái món cái con ký sinh ở trên cục đá nè. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ thực hiện ăn cái món này nha. Các bạn hãy cùng tôi thưởng thức nó. Chúng ta ăn thôi.
ngon lắm. Trời ơi, chua chua còn ngọt đá luôn. Quá rồi. Giống như tôi đang nhập cái lỗ tai heo. Quá tuyệt vời. Quá ngon.그러냐고 묻네 너 때문에
nếu các bạn thấy cái video của mình hay nhé. 시간은 계속 흘러만가고 기다리다 지쳐. Mấy các bạn thấy các bạn nhìn nè. Thấy ngon không? Các bạn coi nè. Đó. Nó giống như một cái da heo vậy đó. Ăn thịt sự ngon lắm. Và dai dai đó các bạn hãy. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký subscribe chia sẻ cho kênh mình. Bây giờ là mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Chào các bạn nha. Cứ mang nó lo chết cả và. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy.